Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm bài tập số 10. Đây nó không nói hết luôn. Nó hỏi B là mặt hàng gì? Hỏi là mặt hàng chữ B là mặt hàng. Chi tiết cũng là bằng. Đối với bạn này thì đây là bạn về lớp cục. Rồi chữ B ở giữa. Bên này thì kỳ
Trong kia đấy. Ok, nó ra rồi. Số lượng phòng kho cuối kỳ. Chỉ giá của kỳ là